Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ hai, ngày 5 tháng 7 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, chúng tôi đến với một cái chủ đề mà có lẽ đang nóng trên mạng xã hội, đó là cái vấn đề kỳ thị Bắc Nam, hay nói đúng hơn xuất phát từ một cái sự kiện sinh viên Hải Dương, cụ thể là cái sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật ở Hải Dương được điều động vào Việt miền Nam để giúp đỡ. Ở đây tôi dùng cái chữ giúp đỡ bởi vì nó đúng với cái tính chất của những cái sinh viên này. Người ta vào để thực hiện cái việc hỗ trợ trong việc dập dịch ở Sài Gòn. Và cái điều này thì cái sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương người ta đã làm ở Bắc Giang và họ đã thành công. Tôi phải nói như vậy để quý vị hiểu rõ tại sao xung quanh một cái vấn đề những cái sinh viên tuổi đời chỉ khoảng 19-20 đã bị trở thành một cái vấn đề xã hội. Và điều này nó cũng phù hợp với một cái ở Việt Nam mà theo chúng tôi đó là một cái tình trạng rất xấu. Đó là cái câu chuyện liên quan tới cái việc phân biệt vùng miền, kỳ thị Bắc Nam, Nam kỳ Bắc kỳ, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, đó là những cái điều mà theo chúng tôi nó hoàn toàn bất lợi, mà người có lợi ở đây là nhà cầm quyền. Bởi vì như quý vị đã biết, cái hiệu ứng một bó đũa đã bị tách ra từng chiếc thì người ta bẻ rất dễ. Nhưng nếu cái bó đũa đó không thể tách rời thì không bằng cách nào có thể bẻ được bó đũa đó. Thưa quý vị, cái việc kỳ thị phân biệt vùng miền Bắc kỳ Nam kỳ trong thời gian gần đây nó đã trở thành một cái vấn nạn. Theo chúng tôi được biết thì chính quyền cộng sản ngoài mặt thì người ta nói đó là những vấn đề không có lợi, chia rẽ đoàn kết. Nhưng thực sự những cái vấn đề như quý vị đã thấy ở trên mạng xã hội, có những cái trang Facebook lập ra với cái tính nặng về sự miệt thị vùng miền, đặc biệt đối với những cái lao động ở miền Trung. Thưa quý vị, cách đây khoảng 10 năm thì một cái câu chuyện nhiều công ty ở khu vực phía Nam, người ta đã âm thầm chối bỏ các cái lao động đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Thì những người sống xa tổ quốc lâu, chúng tôi nghĩ rằng đó nó chỉ làm cái hiện tượng cục bộ nhất thời xảy ra, rồi sau đó nó sẽ hết đi. Nhưng thưa quý vị, bây giờ nó lại trở thành một cái vấn đề trầm trọng, và vấn đề đó lâu ngày nó đã tạo ra những mối bức xúc cho người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân ở miền Nam. Thưa quý vị, qua tìm hiểu thì những người dân ở miền Nam vốn là những người hào sảng, phóng khoáng, bao dung. Nhưng đến nay thì người dân Việt Nam hết chịu nổi về cái việc chính quyền miền Bắc có những phân biệt đối xử với họ. Vấn đề này, như ai theo dõi vấn đề chính trị thì đều thấy rõ, tức là ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội họ đã tạo các cái áp lực đối với cả các cái phe nhóm người miền Nam trong đảng. Và điều đó qua đời 13 thì quý vị thấy nó đã trở thành một cái vấn nạn hiện nay. Và cái sự phân biệt vùng miền bây giờ nó đã trở thành cái hố sâu chia rẽ người Nam và kẻ Bắc. Thưa quý vị, sau cái cuộc chiến tranh Tây Sơn và thành lập Triều Nguyễn thì đất nước Việt Nam chúng ta có cái hình bản đồ như hiện nay. Đó là một cái giải chữ S từ Mục Nam Quan tới mũi Cà Mau. Và cái trung tâm quyền lực đã được nhà Nguyễn thiết lập tại Huế ở miền Trung Việt Nam. Và sau một thời gian thì thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cai trị cũng như đồ hộ đất nước chúng ta. Và người Pháp đã chia đất nước Việt Nam của chúng ta thành ba phần. Họ trực tiếp cai trị ở Nam Kỳ, trong khi họ thành lập và bảo hộ ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Và thưa quý vị, một trong những cái nguyên nhân khiến cho miền Nam vốn là một cái mảnh đất trù phú, phì nhiêu, lại được sự cai trị của người Pháp, chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp nhiều hơn hai miền Trung và miền Bắc. Đó là lý do vì sao Nam Kỳ đã trù phú, đã trở thành một cái khu vực phát triển hơn hẳn miền Bắc và miền Nam, mà người Pháp gọi là Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Thưa quý vị, chớ trêu thay, người Việt Nam chúng ta năm 1975 đến năm 1900, từ năm 1955 đến năm 1975, trong một cái cuộc chiến ý thức hệ cộng sản và tự do, thì đất nước Việt Nam chúng ta đã bị chia cắt làm đôi,
tại sông Bến Hải. Khi đó, miền Bắc được cai trị bởi một cái chính quyền cộng sản được hỗ trợ của Trung Quốc và Liên Xô, trong khi miền Nam, với sự giúp đỡ của các nước phương Tây, đặc biệt là đồng minh Hoa Kỳ, và Việt Nam với một nền kinh tế thị trường tự do, một cái chính phủ bán dân chủ. Đó là lý do miền Nam hơn hẳn miền Bắc về cái mặt kinh tế. Tuy nhiên, thưa quý vị, sau năm 1975, với sự sụp đổ của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, khi đó người cộng sản đã tràn ngập lãnh thổ. Tuy nhiên, những cái sự khác biệt về vấn đề ngôn ngữ, văn hóa vẫn còn là những cái rào cản cho hai người anh em Nam Bắc về một nhà. Về cái sự khác biệt văn hóa giữa miền Nam và miền Bắc là một cái vấn đề nó chịu tác động của nhiều cái yếu tố lịch sử. Và cái sự khác biệt ở đây nó có những cái liên quan tới điều mà người ta gọi là văn hóa vùng miền, như lời ăn tiếng nói, rồi trang phục truyền thống, cũng như tư duy của hai miền khác nhau. Như quý vị đã biết, miền Nam vốn thiên nhiên ban cho một cái điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đó là lý do người miền Nam trở nên những người hết sức phóng khoáng, và cuộc sống của họ kiếm hôm nay, ăn hôm nay, ngày mai kiếm tiếp. Nhưng ở miền Bắc thì cái điều kiện tự nhiên, cũng như miền Trung, với những cái đợt bão lũ kéo dài, đặc biệt vào những cái giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11. Và đó là lý do cho một cái điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như vậy, nó tạo cho người miền Bắc, đặc biệt là người miền Trung, có những cái ý thức đề phòng những cái bất trắc. Và đó là lý do dẫn tới những sự tiết kiệm nhiều khi quá mức. Thưa quý vị, kể từ năm 1975, cái sự kiện người ta nói khi đó miền Nam thì nhận họ, miền Bắc thì nhận hàng. Và sau gần 50 năm thì cái điều đó, cái sự tiếp cận, tiếp xúc gia tăng giữa một cái dòng người miền Bắc đổ vào miền Nam, và cái việc sống chung của các cái quần thể cư dân miền Nam, miền Bắc, nó đã bắt đầu nảy sinh ra một số định kiến từ người dân miền Nam nhìn nhận người dân miền Bắc, và ngược lại, người dân miền Bắc nhìn nhận người dân miền Nam. Thưa quý vị, chúng tôi có thể dẫn ra một số cái định kiến mà người dân miền Bắc nhìn nhận người dân miền Nam, và ngược lại, người dân miền Bắc, đặc biệt là người Hà Nội, người ta có một cái xu hướng tự coi họ là người có văn hóa và tinh tế hơn người miền Nam. Tuy nhiên, thực chất, thưa quý vị, người miền Nam thì luôn luôn nghĩ họ là những người năng động hơn, khoan dung hơn và yêu thương con người hơn người miền Bắc. Trong khi người miền Bắc thì người ta quan tâm đến việc làm giàu, rồi địa vị xã hội của họ. Đặc biệt, người miền Bắc có một cái cách nghèo đói đến đâu thì ăn mặc cũng chỉn chu hơn người miền Nam. Trong khi người miền Nam tiền của có, nhưng mà người ta coi những cái chuyện ăn mặc nó là những cái vấn đề không quan trọng. Đó là lý do tại sao người miền Nam, dù rằng họ tự do hơn về mặt tiền bạc đối với người miền Bắc, và đó là lý do tại sao họ giúp đỡ người một cách không suy nghĩ, trong khi người Bắc thì tiết kiệm, thậm chí lấy kỷ bùn xỉn hơn. Thưa quý vị, cũng do cái điều kiện kinh tế, như quý vị đã thấy, người miền Nam thích ăn nhậu, họ không lo xa. Nếu chúng ta về miền Tây, thưa quý vị, cách đây khoảng 40 năm, tôi thường xuyên qua lại khu vực miền Tây, thì thấy cái cuộc sống người miền Nam, họ thích nhậu nhẹt, còn nhà cửa của người miền Tây, thưa quý vị, không nói thì quý vị cũng hiểu, đó là những căn nhà chòi vách bằng lá dừa. Trong nhà, một cái tài sản duy nhất có lẽ là một cái bộ ván để nằm. Nhưng người miền Tây thì ăn nhậu suốt ngày, từ sáng đến tối. Ngược lại, thưa quý vị, người miền Bắc thì bảo thủ hơn. Người miền Bắc ngại thay đổi, trong khi người miền Nam sẵn sàng thử thách tất cả để đánh giá khả năng của mình. Một cái điều quan trọng hơn, thưa quý vị, do ảnh hưởng của cái chế độ cai trị của người Pháp trước kia, hay nói đúng hơn, người miền Nam đã bị phương Tây hóa nhiều hơn, trong khi người miền Bắc thì trong một cái thời gian dài kể từ năm 1954 đến nay chịu ảnh hưởng, đặc biệt cái sự nhồi sọ văn hóa cộng sản đã tạo cho người miền Bắc ngày càng tỏ ra ích kỷ và trịch thượng hơn. Thưa quý vị, tôi là người miền Bắc, tôi nói những điều này không ngại ngần, bởi vì tôi nói thật, người miền Nam người ta bộc trực, trong khi người miền Bắc thì luôn luôn tỏ ra nghiêm trang hơn. Đó là trong cái sinh hoạt văn hóa. Như chúng tôi là những người Hà Nội cũ, thì ở miền Bắc
đặc biệt là Hà Nội người ta sử dụng sử dụng rất nhiều phép tắc, nhiều cái. Thực tế mình nhìn lại mình cũng phải buồn cười về mình và gia đình. Thưa quý vị, cái vấn đề chúng tôi vừa kể nó là chịu tác động của lịch sử, nó chịu tác động của vấn đề thời gian. Tuy nhiên rõ ràng một cái vấn đề chúng ta không chối bỏ, đó là những người cầm quyền cộng sản người ta muốn tạo ra những cái sự chia rẽ kỳ thị giữa các vùng miền, và điều đó chắc chắn có lợi hơn đối với việc cai trị của họ. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, khi mà sinh viên ngành y ở Hải Dương họ được yêu cầu vào Sài Gòn để giúp cho Sài Gòn trong cái việc xử lý cái dịch Covid-19 bùng phát ở Sài Gòn trong những ngày này. Và thưa quý vị, có lẽ không nói thì quý vị cũng biết tình hình ở Sài Gòn vào thời điểm này đang hết sức nghiêm trọng. Có những cái đồn đoán trong đêm hôm qua trên mạng xã hội, người ta nói người ta sẽ phong tỏa Sài Gòn trong vòng 14 ngày tới đây. Thì tôi nghĩ rằng những cái vấn đề mà hơn 300 sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào Sài Gòn, nó là một cái vấn đề không có gì là nghiêm trọng. Nhưng tự nhiên cái vấn đề này, như quý vị đã thấy, nó đã bị đẩy lên thành một cái vấn đề kỳ thị vùng miền. Trong khi những người miền Nam, ở đây tôi không nói tất cả, nhưng mà một số những cái cây bút nổi tiếng lại tỏ ra giận dữ trước cái việc tại sao chính quyền miền Bắc lại đưa sinh viên ngành y ở Hải Dương vào giúp đỡ cho Sài Gòn, trong khi những cái sinh viên các cái trường đại học liên quan tới ngành y ở Sài Gòn có rất nhiều người ta vẫn chưa huy động và sử dụng đến. Và đó là lý do người ta nói ban lãnh đạo miền Bắc đã quá coi thường người miền Nam. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói với quý vị, tất cả những cái vấn đề này nó là những cái sự chịu đựng một cách kìm nén, nó như một cái lò xo bị ép xuống, rồi đến cái thời điểm hiện nay thì nó bùng lên. Thưa quý vị, trong khi cái vụ việc mà 319 sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào Sài Gòn, nó là một cái vấn đề theo chúng tôi không nên chính trị hóa vấn đề này. Nhưng xuất phát từ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội, họ cố tình chính trị hóa cái vấn đề vừa kể để cho thấy họ đã tạo ra một cái sợi dây liên kết giữa miền Nam và miền Bắc, và họ muốn cho toàn dân thấy rằng họ luôn luôn có thể làm chủ trong tất cả mọi việc. Nếu quý vị để ý cái phát biểu của bà Đinh Diệu Hằng, hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, nói về cái sự kiện mà dư luận xã hội bất bình về cái vấn đề này, thì theo bà Hằng, hiệu trưởng trường đại học, cho biết mục tiêu của đoàn chúng tôi chỉ là hỗ trợ tốt nhất có thể cho Sài Gòn dập dịch trong một thời gian sớm nhất. Ngoài ra không có một cái mục đích gì cả, mà chúng tôi làm việc này dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế. Thậm chí, thưa quý vị, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cũng phải xuất đầu lộ diện và nói rằng những sai sót của cái đoàn làm việc của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có thể sau một cái chặng đường dài từ Bắc vô Nam và dẫn tới những việc điều phối, triển khai công việc ban đầu có những cái trục trặc. Một cái vấn đề đáng chú ý, thưa quý vị, theo ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương, khẳng định rằng những cái ồn ào xung quanh việc chống dịch với sự góp sức của sinh viên Hải Dương trong Sài Gòn là cái điều không ai mong muốn cả. Thưa quý vị, quan tìm hiểu thì chúng tôi biết ở trên mạng xã hội xuất hiện những cái lời chỉ trích đối với đoàn sinh viên trên Đại học Kỹ thuật Hải Dương, mà người ta cho rằng những cái sinh viên của đoàn này có những biểu hiện chảnh chọe thì trợ giúp chống dịch. Điều đó đã khiến cho giới y bác sĩ Sài Gòn, thậm chí người ta nói người ta muốn quỳ lại nhóm này và van lại nhóm này hãy rút về miền Bắc. Và cái sự việc, thưa quý vị, nó trở nên trầm trọng hơn khi người ta phát hiện rằng toàn sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào Sài Gòn thực chất là do tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thuê họ với cái mục tiêu vào để giúp Sài Gòn cho việc xét nghiệm và làm công tác chống dịch cho các cái cư dân tại các chung cư cao cấp của Vingroup. Đó, thưa quý vị, cái vấn đề bây giờ nó lại là đằng sau cái đoàn cán bộ y tế cũng như sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Hải Dương là do Vingroup, và điều đó càng làm cho dư luận Sài Gòn giận dữ hơn. Nhưng một cái điều, thưa quý vị, quan trọng hơn đó là người Sài Gòn nói chung và người Nam Bộ nói riêng, họ nói thẳng sở dĩ nhóm sinh viên ngành y ở Hải Dương có những cái suy nghĩ lệch lạc, có những cái biểu hiện chệch choạc như vậy là do
vì báo chí ở Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương thao túng, định hướng tuyên truyền, chính trị hóa cái việc làm của sinh viên Hải Dương. Và thưa quý vị, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn từ Paris đã có nhận xét về cái sự vụ này, cụ thể là: tôi thấy nhiều người có tiếng viết bài chữa chay cho vụ giải phóng miền Nam của đoàn sinh viên Hải Dương. Theo nhà phê bình Trương Nhân Tuấn, theo tôi, các cháu sinh viên là hoàn toàn vô tội và họ chỉ là nạn nhân của một số nhỏ đảng viên. Hay nói đúng hơn là Ban Tuyên giáo Việt Nam, họ đã ăn bám vào quá khứ để giữ quyền lực. Và điều này nó được thể hiện rất rõ từ quan điểm những người miền Bắc. Lãnh đạo quốc gia, người ta nói Tổng Bí thư phải là người miền Bắc. Nó là một điển hình cho cái nhóm ăn bám vào quá khứ. Theo nhà phê bình Trương Minh Tuấn cho rằng, một cái vấn đề được cho là hợp lý phải là ở đâu đóng góp nhiều cho quốc gia thì ở đó phải nắm quyền lãnh đạo. Sài Gòn và miền Nam có đầy đủ phẩm chất và điều kiện để con người ở miền Nam lãnh đạo đất nước mới là một điều thỏa đáng. Thưa quý vị, cái việc tranh cãi xung quanh một cái đoàn tình nguyện viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương chi viện cho Sài Gòn chống dịch COVID-19 đã nổi lên và truyền thông quốc tế cũng vào cuộc. Thưa quý vị, người miền Nam hết sức bức xúc và mất cảm tình đối với cái việc truyền thông nhà nước đưa tin với những cái hình ảnh ấn tượng, đó là những biểu tượng trái tim rồi những cái học viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương rồi những nắm đấm đồng loạt như những đoàn quân. Và một cái điều khiến cho người dân Sài Gòn cũng như người dân miền Nam cảm thấy phàn cảm, đó là truyền thông nhà nước đưa tin liên quan tới việc hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã bố trí riêng cho một cái chuyến bay để chở 319 tình nguyện viên, đó là các cái giảng viên và sinh viên của từ Hải Dương, mà họ dùng những cái từ ngữ mà người Sài Gòn không thể chấp nhận, những cái lời lẽ mang tính đậm sắc tuyên giáo. Người ta nói Vietnam Airlines đã mở ra một cái đường Hồ Chí Minh ở trên không để chi viện cho chiến trường miền Nam chống dịch. Và đó là lý do trên mạng xã hội có những người bất bình cho rằng những người cộng sản miền Bắc chưa buông tha Việt miền Nam. Họ còn muốn giải cứu và giải phóng miền Nam lần thứ hai. Và đây thưa quý vị, cái vấn đề này nó đã được đẩy lên đỉnh điểm. Trong một bài viết của mình, thưa quý vị, nhạc sĩ Tuấn Khanh, một người Sài Gòn, đã đặt ra một cái câu hỏi: Bộ Y tế dựa trên tình hình nào để đưa người khẩn vào Sài Gòn như vậy, trong khi các cái sinh viên Hải Dương vào Sài Gòn được tuyên truyền rầm rộ, rồi họ được bố trí ở các cái khách sạn cao cấp, trong khi những cái sinh viên Đại học Y Dược thành phố họ vẫn làm việc một cách miệt mài với hơn 1.000 sinh viên. Và điều đó chắc chắn sẽ khiến cho 1.000 sinh viên Đại học Y Dược thành phố Sài Gòn sẽ không khỏi chạnh lòng, bởi vì họ cũng cống hiến, họ cũng hy sinh, họ cũng đổ những cái lòng giọt mồ hôi, thậm chí kể cả tính mạng. Nhưng tất cả những cái việc làm của sinh viên Sài Gòn thì nó thầm lặng, nhưng ngược lại những sinh viên ở miền Bắc thì lại được tuyên giáo đề cao và thậm chí quảng bá một cách quá mức. Thưa quý vị, những cái điều chúng tôi nói có lẽ quý vị chưa hiểu, nhưng nếu quý vị hiểu rằng sự thật của cái việc người ta điều 319 sinh viên ở Hải Dương vào Sài Gòn hỗ trợ chống dịch, rồi người ta bố trí cho những sinh viên này lưu trú tại cái khách sạn 4-5 sao của Sài Gòn Tourist, đây thực chất nó không phải là một cái việc thiện nguyện một cách đúng ý nghĩa, mà đây nó là một cái thương vụ hợp tác giữa Vingroup kết hợp với Vietnam Airlines. Vingroup tạo điều kiện cho Vietnam Airlines có một cái chuyến bay, nhưng mà rồi cái sự việc đó lại được tuyên giáo nhà nước toa rập vào hùa. Và cuối cùng thưa quý vị, nếu quý vị hiểu rằng cái chiến dịch tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương với cái sự đốc thúc của Vingroup nó đã dẫn tới một chiến dịch tuyên truyền bị phạm tuyên truyền, mà nhà báo Mai Bá Kiếp trong một cái bài viết tuyên truyền bị phạm tuyên truyền cho biết những cái sự thật của cái thương vụ này. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi dùng chữ thương vụ theo nhà báo Mai Bá Kiếm vì chả có thiện nguyện gì ở đây cả, hoàn toàn là một cái vấn đề kinh doanh mà thôi. Theo đó, để che đậy tính thương vụ, báo chí tuyên giáo nhà nước đã thổi phồng tính chất nghĩa hiệp, theo họ vừa rời Bắc Giang
Hơn 300 sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lại nam tiến để chi viện giúp Sài Gòn chống dịch. Thưa quý vị, những là nam tiến, những là giải cứu, những là gì vân vân. Tôi là người miền Bắc, tôi nghe tôi còn điên máu. Vậy mà thưa quý vị, về mặt phương tiện, theo nhà báo Mai Bá Kiếm, Vietnam Airlines đã bố trí riêng cho cái đoàn sinh viên này một chiếc máy bay thân rộng Boeing 787 với cái gọi là hành trình tần tốc mở đường Hồ Chí Minh trên không để tiếp sức giải phóng miền Nam. Chưa hết, thưa quý vị, theo nhà báo Mai Bá Kiếm, Sài Gòn Tourist đã huy động 5 khách sạn, đó là Continental, Kinh Đô, Oscar, Đệ Nhất và Thiên Hồng, bố trí phòng ngủ dành cho 1.050 nhân viên của đội ngũ y tế hỗ trợ Sài Gòn. Theo nhà báo Mai Bá Kiếm, Vietnam Airlines và Sài Gòn Tourist, họ bất vụ lợi hoàn toàn và hy vọng đây là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thưa quý vị, đất nước đã được thống nhất từ năm 1975 mà đến bây giờ, người ta lại nói Vietnam Airlines và Sài Gòn Tourist bất vụ lợi, rồi họ coi đó là những cái trận chiến cuối cùng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Có nghĩa là họ đã quên lãng những sương máu của hàng triệu người lính miền Bắc ngã xuống cho miền Nam. Ở đây, theo nhà báo Mai Bá Kiếm, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng quân đã chuyển cả triệu quân trên đường mòn Hồ Chí Minh và hàng ngàn tấn vũ khí trên tàu không số, tức là một cái đường mòn trên biển huyền thoại. Vậy mà trong một cái cuộc kháng chiến chống dịch virus Vũ Hán, mới chỉ có một chiếc máy bay thân rộng chở 300 sinh viên Hải Dương mà Ban Tuyên giáo Trung ương đã hồ biến thành một cái đường Hồ Chí Minh trên không. Và theo nhà báo Mai Bá Kiến, dân Sài Gòn, họ là những người chân chất, họ có đâu biết rằng sau khi Vietnam Airlines được Hoa Kỳ cho phép thực hiện 12 chuyến bay thân rộng để giải cứu người Việt Nam đang kẹt ở Hoa Kỳ về nước hồi tháng 5 năm 2020, thì số lượng máy bay kể trên, đó là những cái máy bay thân rộng đã không có việc làm. Và đó là lý do tại sao Vingroup cùng với Vietnam Airlines lấy cái máy bay thân rộng này để chuyển sang bay nội địa vào những khung giờ cao điểm, tức là các chuyến bay vào lúc 6 giờ đến 9 giờ sáng. Và điều này đã gây ùn ứ khách, khiến cho các cái hãng hàng không khác cũng như ban điều phối slot, họ phải giảm 5 chuyến bay thân rộng của Vietnam Airlines trong khung giờ cao điểm. Và đặc biệt, nếu quý vị biết rằng trong bối cảnh hiện nay, Vietnam Airlines đã nợ quá hạn tới 6.240 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm họ lỗ trên 10.000 tỷ đồng, và cái việc sử dụng máy bay của Vietnam Airlines chở sinh viên Hải Dương là một hành động mà Vingroup giải cứu cho Vietnam Airlines mà thôi, trong khi Vietnam Airlines vẫn đang phải xin chính phủ gói giải cứu 12.000 tỷ như quý vị đã thấy. Theo nhà báo Mai Bá Kiếm, từ đó quý vị có thể suy ra rằng ơn của Vietnam Airlines dùng máy bay thân động thực hiện đường mòn Hồ Chí Minh trên không. Người Sài Gòn nói, thôi xin cấp kết cỏ ngậm vành, xin lạnh các ông, chứ kiếp này chúng tôi không trả nổi. Chưa hết, người Sài Gòn còn nói vượng vì nơi, thôi các ông đừng có đem nhóm thiện nguyện từ Bắc vào giải phóng dịch cho Sài Gòn chúng tôi nữa, vì Sài Gòn đã hết đất để đổi lấy hạ tầng rồi, thì làm sao còn có đất để trả ơn cho các ông và giải phóng chúng tôi nữa. Thậm chí nhà báo Mai Bá Kiến còn giận dữ cho biết có những bạn gửi tấm lễ hình ảnh ra quân của 300 sinh viên Hải Dương và hỏi tôi rằng nó có liên quan gì tới Vingroup hay không. Theo nhà báo Mai Bá Kiến, tôi xin trả lời chung tất cả. Đây là một cái lễ ra quân bịp và Ban Tuyên giáo Trung ương chẳng qua họ toa rập và họ ăn tiền của Vingroup để họ đưa tin quảng cáo để kể công cho Vietnam Airlines mà thôi. Bởi vì nếu trường kỹ thuật y tế Hải Dương họ có tình nguyện chi viện cho Sài Gòn chống dịch thì chắc chắn họ phải sự điều chỉnh của một cái thông tư của Bộ Y tế quy định về việc khám chữa bệnh nhân đạo. Và nếu như Sài Gòn không có công văn thỉnh cầu thì không có cơ sở để Bộ Y tế có thể đưa đoàn sinh viên của trường kỹ thuật y tế Hải Dương vào giúp cho Sài Gòn. Và theo quy định vừa kể, theo nhà báo Mai Bá Kiến, trường kỹ thuật y tế Hải Dương muốn đưa
cái đoàn vào trợ giúp cho Hải Gòn thì người ta phải thông qua các cái hồ sơ cụ thể như: thứ nhất, họ phải gửi thư xin phép Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế về việc họ sẵn sàng tình nguyện chi viện lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn mà họ có thể đảm trách. Vấn đề thứ hai, họ phải gửi một cái danh sách thành viên tham gia công tác lấy mẫu và kế hoạch tổ chức lấy mẫu ra sao. Thưa quý vị, sự thật đã được phơi bày, chả có cái gì gọi là cứu trợ hay là giải cứu cho Sài Gòn cả, mà tất cả nó đều nằm trong một cái thương vụ của Vingroup mà thôi. Tuy nhiên, những cái điều này nó tạo ra những cái tranh cãi gay gắt như quý vị đã biết. Nhưng vấn đề tiêu chung, theo những ý kiến của những người là bạn bè tôi ở Sài Gòn cho biết, nó có rất nhiều lý do nhỏ góp lại để rồi cái sự kiện sinh viên y tế Hải Dương vào giải phóng Sài Gòn lần thứ hai nó trở thành một cái cuộc tranh cãi lớn. Nhưng mà nổi bật nhất vẫn là những ý kiến mang đậm tính tuyên giáo, mang đậm tính của những cái nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Họ xuất thân từ những công an, xuất thân từ những tướng quân đội. Đó là lý do tại sao những ý kiến biểu đạt mang tính thời chiến đã được họ mang ra. Không chỉ trong vụ việc này, thậm chí từ trước kia cũng vậy. Ví dụ như trong đại dịch Covid-19, người ta còn coi chống dịch như chống giặc. Đó là lý do tại sao đến bây giờ mà người ta vẫn mang những cái khẩu hiệu mang tính thời chiến, đó là giải phóng miền Nam, mở đường, Hồ Chí Minh trên không, vân vân và vân vân. Và những cái điều vừa kể là nó rất nhạy cảm và khiến cho người Sài Gòn đã dị ứng. Thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra lâu nay, đó là người ta hỏi những người cộng sản, người ta có thì kỳ thị vùng miền hay không. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, cái hiệu ứng của chiếc bó đũa, nhà cầm quyền bất kỳ một cái chế độ nào cũng vậy, họ phải tìm cách tạo ra những cái sự mất đoàn kết trong dân chúng, đặc biệt là những cái kẻ cầm quyền mang tính cai trị như những người cộng sản. Ngoài mặt, thưa quý vị, thì những người cộng sản người ta nói những cái chuyện phân chia Nam Bắc, kỳ thị Nam Kỳ Bắc Kỳ hay phân chia vùng miền là những vấn đề nhạy cảm, thậm chí người ta quy cho đó là vấn đề phản động. Nhưng mà rõ ràng về chính sách cai trị của những người cộng sản, đặc biệt là những người cộng sản miền Bắc, thì người ta coi thường người dân miền Nam. Đó là một cái điều chắc chắn có thể khẳng định. Dù rằng nói đến cái chuyện phân biệt vùng miền, kỳ thị Nam Bắc, thưa quý vị, cá nhân tôi cũng thấy rằng nó là một câu chuyện tế nhị, không nên nói nhiều. Bởi vì càng nói thì nó càng gây ra những cái mâu thuẫn trong người dân Việt Nam chúng ta. Trong khi cha ông chúng ta vẫn dạy người Việt Nam rằng nhiễu điều phủ lấy ra gương, người trong một nước thì phải thương nhau cùng, hay bầu hơi thương lấy bế cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy trong cái xã hội đầy rẫy bất công như ở Việt Nam hiện nay, nếu chúng ta cứ đề cập tới cái phân biệt Nam Kỳ Bắc Kỳ thì những cái điều đó nó không có lợi trong cái việc duy trì cái tình đoàn kết Nam Bắc. Vì quý vị đã thấy, mỗi khi có một người nào đó, người Bắc hay người Nam cũng vậy, họ vô cớ họ nhảy sầu vào, họ chửi bới bậy bạ, rồi những cái lời miệt thị người Bắc người Nam hay một cái số nhân vật được cho là người của công chúng, họ có những cái phát biểu có tính cách miệt thị người Nam, thì rõ ràng nó tạo ra một cái sóng dư luận và cái sự kỳ thị giữa hai miền nó sẽ nổi lên, và thậm chí người Nam người Bắc lao vào ăn thua đủ với nhau. Và thưa quý vị, cái việc phân chia vùng miền Nam Kỳ Bắc Kỳ nó là một chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà một cái bằng chứng rõ nhất là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng đã không ngại ngần công khai tuyên bố rằng chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam phải là người Bắc, biết lý luận, thì rõ ràng nó là những cái sự coi thường người miền Nam, hay nói đúng hơn là coi thường các chính trị gia miền Nam một cách quá mức. Đó là những cái bằng chứng cho thấy ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có một cái chủ trương kỳ thị giữa miền Nam và miền Bắc rất rõ ràng. Rồi thậm chí Đại học Công an, Đại học An ninh, họ ra những tuyên bố họ chỉ tuyển sinh những sinh viên có quê từ Quảng Bình, tức vĩ tuyến 17 trở ra.
chứ không tuyển sinh người miền Nam. Và dư luận xã hội, đặc biệt người miền Nam, cho rằng đó là những quy định không phải là kỳ thị vùng miền thì là gì. Rồi thưa quý vị, kể cả trong Nam cũng vậy, hầu hết các nhân viên công an, hải quan, sân bay hay nhân viên làm trong ngành an ninh tất tần tật đều là người miền Bắc, mà cái số lượng người miền Nam làm trong các cái ngành nghề này thì quá ít ỏi. Đó là những cái dẫn chứng cho thấy một cái sự kỳ thị vùng miền nơi công sở, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia. Rồi lãnh đạo của các cơ quan nhà nước cũng như ở các cái tỉnh thành phía Nam đều là người miền Bắc, đặc biệt là cái ngành dầu khí, một cái ngành mang lại thu nhập cao cho ngân sách, vậy mà lãnh đạo cũng toàn người miền Bắc là cớ ra sao? Trong khi như quý vị đã biết, miền Nam nói chung hay Sài Gòn nói riêng có một cái thu ngân sách gấp đôi thủ đô Hà Nội, thậm chí chiếm tới 22,8% tổng thu ngân sách của cả nước, vậy mà người ta chỉ cho phép Sài Gòn giữ lại một cái khoản bằng 18%, trong khi ở Hà Nội người ta lại ưu tiên được giữ tới 32% tổng thu ngân sách để chi tiêu. Thì rõ ràng điều đó cho quý vị thấy một cái sự kỳ thị phân biệt vùng miền một cách rõ ràng. Rồi người ta còn đưa ra trong cái việc cấp vốn để làm các tuyến xe điện ngầm hay xe điện trên cao ở Sài Gòn, trung ương hoàn toàn không cấp ngân sách cho họ, trong khi Hà Nội thì ngân sách trung ương lại cấp cho họ, thì đó không phải là một cái sự kỳ thị vùng miền hay sao? Nói tóm lại thưa quý vị, những cái bất công trong xã hội Việt Nam hiện nay, và đặc biệt cái chính sách kỳ thị phân biệt vùng miền, kỳ thị Nam Kỳ Bắc Kỳ, là do Đảng Cộng sản Việt Nam, mà phần lớn các cái đảng viên họ là người miền Bắc. Những cái dẫn chứng chúng tôi đưa ra vừa kể nó rõ rành rành như vậy, nhưng rõ ràng ai cũng thấy, nhưng mà không có ai lên tiếng đòi hỏi một cái sự công bằng, đòi hỏi một cái sự sòng phẳng, bình đẳng giữa Nam và Bắc. Thậm chí theo chúng tôi cần phải có cái đạo luật chống kỳ thị vùng miền, bởi vì thưa quý vị, trong cái lĩnh vực báo chí, trong những cái quy định về đạo đức nhà báo người ta không cho phép, trong đó có những cái lý do phân biệt kỳ thị sắc tộc, nó cũng như những cái vấn đề không được cổ vũ cổ suý cho bạo lực vân vân và vân vân. Và nếu như có một cái đạo luật chống kỳ thị thì nó sẽ rõ ràng hơn, nó thể hiện rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không cổ suý cho cái vấn đề phân biệt vùng miền giữa Nam và Bắc. Và thưa quý vị, những cái điều chúng tôi nói theo những người ở Việt Nam cho chúng tôi biết, bây giờ hễ chúng ta đi ra sân bay, đến các cơ quan an ninh hay làm các cái thủ tục hải quan, kể cả vào các cái đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài hay các cơ quan của các bộ ngành trên khắp lãnh thổ Việt Nam, thì quý vị có thể thấy đó là một cái tình trạng người Bắc đang ngồi trên đầu những người ở phía Nam. Thực chất đó là người ta dùng một cái chính sách người Bắc cai trị người Nam. Và đó là lý do người dân miền Nam, đặc biệt là người dân Sài Gòn, người ta không nổi giận mới làm một cái điều lạ. Tuy nhiên thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, con giun xéo mãi mà không quằn. Và những cái sự chịu đựng của người dân Việt Nam nó như một chiếc lò xo bị ném, và đến một cái thời điểm nào đó nó sẽ bùng ra, như quý vị đã thấy. Thưa quý vị, ngược lại cũng phải nói sòng phẳng, đó là người miền Nam, đặc biệt một số trí thức miền Nam, trong những ngày gần đây thì chúng tôi thấy người ta đã chính trị hóa hoàn toàn cái vấn đề phân biệt vùng miền, đặc biệt trong cái vấn đề 319 sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào Sài Gòn. Thưa quý vị, họ có thể phản đối chính quyền cộng sản, họ có thể phản đối nhà nước Việt Nam hiện nay có những vấn đề kỳ thị vùng miền, nhưng họ đừng chốt cái sự giận dữ của họ lên đầu các cái sinh viên học sinh. Bởi đơn giản, tôi nghĩ rằng các cháu sinh viên học sinh ở cái tuổi 19 đôi 10, thực ra họ không biết gì, nhất là trong cái chế độ giáo dục mang tính nhồi sọ như ở Việt Nam. Thưa quý vị, kể cả chúng tôi, ngoài 30 tuổi khi ra định cư nước ngoài thì mới vỡ ra được nhiều điều, mà khi mình còn ở trong nước, mình còn không hề biết những cái điều đó. Trong nước, chúng ta bị giáo dục luôn luôn tâm niệm rằng đó là nghĩa vụ, đó là trách nhiệm của mình phải thực hiện đối với Tổ quốc. Nhưng thưa quý vị, trưởng thành lên và mình hiểu đó tất cả là kết quả của chính sách nhồi sọ. Chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy các cái sinh viên
ở Việt Nam, đặc biệt là các cái sinh viên ở Hải Dương, họ là những cái đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi. Tất nhiên nói cái điều đó không mang tính biện minh, nhưng rõ ràng những cái hành động hay ý thức của họ hoàn toàn phi chính trị, nhưng đã bị chính trị hóa khi mà những người miền Nam, đặc biệt có những cái giới trí thức, những người là nhân vật của công chúng cũng vậy, họ chút giận dữ lên đầu sinh viên học sinh thì tôi thấy nó quả là oan đức cho các cháu. Và đó là một điều như quý vị đã thấy, có bất công thì chắc chắn có mâu thuẫn, và nó sẽ là nguồn gốc của cái sự kỳ thị phân biệt vùng miền giữa người Nam và người Bắc, Bắc Kỳ Nam Kỳ cũng từ đó mà ra. Nó là sản phẩm của những cái bất công, và chúng tôi có thể khẳng định đó là những cái ý đồ thâm sâu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ muốn chia để trị, và họ tạo ra những cái cuộc tranh cãi, những cuộc tranh luận, thậm chí là những cái cuộc chiến trên mạng xã hội, để cuối cùng những cái đảng viên Đảng Cộng sản người ta ngồi rung đùi để cai trị và tòa sơn quan hổ đấu, khi mà những người dân miền Nam cũng như miền Bắc đã mắc lừa trong cái trò chơi chính trị của họ. Và rồi trong lúc người dân miền Nam miền Bắc cấu xé nhau như những ngày vừa qua, thì rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam họ trở thành những người ông đắc lợi. Và điều này nó cũng tương tự như cuộc chiến ý thức hệ Nam Bắc trong giai đoạn 1954-1975 mà thôi. Và thưa quý vị, người Sài Gòn nói, chúng ta cần phải nhớ rằng dù bạn là người sinh ra ở miền Bắc, nhưng nếu bạn vô Sài Gòn và sinh con ở Sài Gòn chỉ cần một thế hệ, lập tức con cháu của bạn sẽ nói tiếng miền Nam và trở thành người miền Nam. Và nếu tất cả chúng ta ở đây, chúng tôi muốn nói với những người miền Bắc đang sống ở miền Bắc, có cơ hội vào Nam sinh sống, nếu quý vị im lặng hay đồng lõa với cái việc kỳ thị Nam Bắc, tức là quý vị đã ủng hộ một cái chính sách phân biệt đối xử vùng miền, và chính là quý vị đang để lại một cái di sản tồi cho con cháu của quý vị trong tương lai. Thưa quý vị, những điều chúng tôi nói vừa kể hoàn toàn không có ý khơi dậy sự thù ghét giữa người dân miền Nam và miền Bắc, nhưng chúng tôi phải nói để quý vị, đặc biệt là giới trí thức ở miền Nam, phải ý thức được rằng quý vị chớ có xa vào một cái gạm bẫy của những người cộng sản. Và nếu quý vị tiếp tục cổ suý, thậm chí là kích động cho cái cuộc tranh luận về cái vấn đề vùng miền hiện nay, đó là cách gián tiếp quý vị ủng hộ cho những người cộng sản chia rẽ mối đoàn kết của dân tộc. Thưa quý vị, tôi chơi với rất nhiều những bạn bè là người Nam, người Bắc, người miền Trung, và trong ý thức của tôi không bao giờ có những cái suy nghĩ người Bắc hơn người Nam hay người Nam hơn người miền Bắc, kể cả người Nam, người Bắc hơn người miền Trung. Bởi vì chúng ta là những cái con người, ở đâu cũng vậy, người Bắc cũng có người tốt kẻ xấu, miền Nam cũng thế, chứ không thể nào mà đánh đồng là người Bắc Kỳ là xấu, người miền Nam, Nam Kỳ là tốt, hay ngược lại. Đó là những cái điều phi khoa học. Đó là lý do chúng tôi không bao giờ đồng tình và ủng hộ những cái chỉ trích đối với người miền Bắc của người miền Nam, hay ngược lại người miền Nam chỉ trích người miền Bắc, mà chúng tôi thấy tất cả người Nam, người Bắc đều có những cái điểm mạnh cũng như đều có các cái thói hư tật xấu. Nhưng rõ ràng thưa quý vị, nếu chúng ta hiểu được rõ bản chất của người Nam, người miền Nam được sống ra trong một cái điều kiện tự nhiên, mưa thuận gió hòa, và đó là lý do tại sao kinh tế miền Nam phát triển hơn miền Bắc, trong khi ngược lại, miền Bắc và miền Trung thì đối mặt với những cái tác động của thiên nhiên, mưa bão quá nhiều, và rõ ràng cuộc sống của người miền Bắc, miền Trung là vất vả hơn nhiều so với người miền Nam. Tuy nhiên những cái xử sự cũng như phát ngôn của những người miền Bắc có những lúc không thể chấp nhận được. Bởi vì theo những người miền Nam, một số người mới vào miền Nam chơi mấy hôm, thậm chí cả những người chưa bao giờ bước chân vào miền Nam, họ chưa được chứng kiến những người đi phát đồ từ thiện, còn cúi đầu cảm ơn những cái người được nhận quà. Những người miền Bắc chưa từng thấy một cái anh giang hồ ở Sài Gòn xăm trổ đầy mình, chặn một đứa bán vé số lại rồi chửi: đờ mờ ba má mày để đâu mà để mày lang thang như vậy. Môn thì chửi như vậy, nhưng anh giang hồ người Nam đó lôi đứa bé vào tiệm hủ tiếu, mua cho nó một tô mì, sau đó bỏ tiền ra mua hết sắp vé số mà thằng bé đang cầm trong tay.
Thậm chí người Nam còn tự hào khi một cái thằng nhóc ở Sài Gòn thôi, trên mồm nó còn phì phèo một điếu thuốc, nhưng nó sẵn sàng hét vào một cái bà miền Bắc đang lớn ngớ hỏi đường: "Thôi tôi nói có bà cũng không hiểu đâu, bà ngồi sau xe tôi chở bà tới đó." Theo người miền Nam, cái mà người miền Bắc hiện nay có trong đầu đó là họ thấy Đảng cho họ một mùa xuân đầy ước vọng, có sách mới áo hoa, đây là nhờ ơn Đảng ta. Thậm chí người miền Bắc còn u mê tới mức họ coi Đảng là kim chỉ nam cho mọi hành động của họ và gia đình, trong khi Tuyên giáo Cộng sản hàng chục năm qua luôn luôn nhồi sọ tạo dựng cho một cái thế hệ ở miền Bắc có cái khái niệm về miền Nam rất xấu, khi họ dạy dỗ cho giới trẻ miền Nam là cái lũ ăn bơ thừa sứ cặn của Hoa Kỳ. Rồi cái bọn Công giáo theo ông Diệm vào Nam, bọn ba sọc đu càng, thậm chí họ còn nói không có miền Bắc thì miền Nam bây giờ vẫn dưới ách kìm kẹp của Mỹ ngụy. Thưa quý vị, đó là những nguyên nhân có lẽ tại sao mà chúng ta thấy người ta nói sinh viên Hải Dương vào giải phóng Sài Gòn lần thứ hai, rồi người ta nói cầu hàng không của Vietnam Airlines bay một chuyến máy bay thân rộng chở 319 sinh viên vào, mà người ta nói đó là đường mòn Hồ Chí Minh trên không. Những cái điều chúng tôi kể cho quý vị để thấy Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đã tạo dựng một cái tâm thế của những người miền Bắc, đó là suy nghĩ của những kẻ thắng cuộc. Những cái kẻ thắng cuộc đó, trong tâm thế đó, đã biến những con người miền Bắc trở thành người trị thượng, thượng đẳng. Và thưa quý vị, chắc chắn một điều, với cái cách giáo dục sai lệch và bóp méo lịch sử hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ không biết phân biệt thế nào là phải, thế nào là trái. Rồi người ta bịa đặt ra tất cả những điều không thể tưởng tượng được. Và thưa quý vị, quan trọng hơn, người ta đào tạo một cái đội ngũ dư luận Việt, những kẻ được cho là ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giới phân tích, những cái người này người ta thừa có hiểu biết về thời cuộc sự thật, nhưng vì nhiệm vụ nên họ buộc phải bẻ lái, thậm chí là nói ngược với sự thật, và cũng vì bát cơm manh áo của cá nhân họ và gia đình mà thôi. Và thưa quý vị, kết quả của một cái nền giáo dục ở Việt Nam đã tạo ra không chỉ ở miền Bắc, mà kể cả bây giờ những cái thanh niên miền Nam cũng đang tiêm nhiễm những cái tư tưởng đó. Đó là tạo ra một thế hệ trẻ đi du lịch chỉ để chụp hình khoe, chứ không phải họ muốn tìm hiểu đời sống, họ dùng Internet chỉ để giải trí. Thưa quý vị, có một cái bài viết có tựa đề Phân biệt vùng miền vì đâu nên nỗi của tác giả Mỹ Phương. Chúng tôi xin giới thiệu quý vị bài viết này với hy vọng những cái điều kể dưới đây có thể gây ra những cái tranh cãi hoặc tạo ra những cái cảm xúc được cho là không thoải mái cho quý vị. Nhưng rõ ràng cần phải nói để quý vị thấy cái thực trạng phân biệt vùng miền, thực trạng chia rẽ Bắc Kỳ Nam Kỳ hiện nay ở Việt Nam ra sao. Theo tác giả, tôi là dân Nam Kỳ Rọt Ri. Tôi lớn lên giữa miền Tây sông nước. Vừa qua, tôi có đọc một loạt bài viết trên mạng xã hội về chủ đề phân biệt con gái miền Tây. Một cái bài báo trên VN Express đã giật tít câu view với cái tiêu đề lời nguyền của con gái miền Tây, toàn làm gái massage bia ôm đi tận nước ngoài vẫn còn gặp. Theo tác giả, thật là bức xúc. Tôi không hiểu tại sao lại có một định kiến như vậy đối với người miền Tây chúng tôi. Thậm chí một em gái Quảng Nam, nhân viên của tôi, còn nói với tôi rằng ở đâu cũng có người tốt, cũng có người xấu. Tại sao truyền thông nhà nước lại viết theo cái kiểu cua đỡ quả nắm như vậy? Rồi cô bé Quảng Nam này kể cho tôi nghe rằng bà ngoại của em ngày xưa ở Quảng Nam ra miền Bắc chơi, chơi ở một nhà người quen. Gia đình này mời bà ngoại em ăn cơm. Trong bữa cơm đó, bà em mới ăn một bát và nồi cơm đã hết. Vậy mà chủ nhà người miền Bắc vẫn nói với bà em một cách lời sởi rằng bà cứ đưa bát đây để sới tiếp, vì họ nghĩ rằng bà em sẽ khách sáo như người miền Bắc, sẽ nói lại với họ rằng thôi đủ. Nhưng không ngờ bà em là người Quảng Nam, tính tình chân chất thật thà. Thấy chủ nhà nói đưa bát để sới cơm nữa thì vẫn đưa bát ra. Và cuối cùng chủ nhà muối mặt vì nồi cơm lúc đó không có, nhưng người ta vẫn nói gọi là đãi khách. Theo cô bé Quảng Nam cho biết, sau này bà em cứ kể đi kể lại câu chuyện đó cho con cháu nghe.
với mục đích bà em nói người miền Bắc người ta sĩ diện và không thiệt tình. Theo tác giả, cô bé người Quảng Nam này còn nói vui: hôm trước em thấy tiếc khi chị, tức là tác giả, mang mấy hộp sô-cô-la hết hạn. Khi đó cô bé này nói với tôi rằng cái này mà gửi ra ngoài miền Bắc thì họ vẫn biếu tặng nhau, thậm chí họ còn mang ra trưng bày. Vì người miền Bắc họ thích sô chân chứ họ đâu có cần ăn. Và đó là lý do tại sao ở miền Bắc, theo cô bé Quảng Nam nói với tôi, thật giả lẫn lộn, cứ ra miền Bắc mà coi. Người ta vẫn thay đổi tem mác tuôn ra thị trường. Gà vịt thì người ta bơm nước, thịt heo thì người ta dùng chiếc kích thích tăng trưởng, trái cây thì chích thuốc. Theo tác giả, tôi còn nhớ hồi nhỏ, trong xóm tôi có được gia đình bác Ba Chứ, là người miền Bắc di cư vào Long Xuyên. Con trai của gia đình đó lớn hơn tôi 2 tuổi. Thay vì kêu là anh Thuận, thì tôi bắt chước mấy đứa bạn trong xóm diễu cợt. Thằng Bắc Kỳ ăn cá rô cây, ăn nhầm lưu đạn chết cha Bắc Kỳ. Và mẹ tôi có lần nghe thấy lôi về đánh cho tôi một trận tơi tả vì cái tội dám chọc quê gia đình người Bắc. Tác giả cho biết giờ tôi lớn tôi mới thấm thiết một cái hành động này bé của mình thật là xấu tính. Việc mình chọc quê người khác thực ra là mình đang tự hạ thấp mình. Nhưng mà điều đó phải đợi đến khi tôi lớn thì tôi đã hiểu. Lúc đó thì cũng đã là hơi muộn. Nhưng tôi phải kể lại những điều đó bởi chính bản thân tôi cũng bị một cái sự ảnh hưởng bởi bạn bè xung quanh. Khi đó tuổi trẻ, tôi đâu cần biết lý lẽ, thấy người ta sao thì mình bắt chước a dua như vậy. Tôi đâu có biết vô tình, đó là một cái sự kỳ thị vùng miền, làm cho người bạn của tôi có một vết hằn tuổi thơ mặc cảm và bị tổn thương. Đó là lý do tại sao bây giờ, khi trưởng thành, tôi đọc mấy cái bài báo kiểu phân biệt vùng miền trên báo chí của nhà nước, thì tôi cảm thấy đó là những điều dơ bẩn. Một cái người trưởng thành có đạo đức thì càng không nên. Tại sao ban tuyên giáo lại sử dụng những cái bài viết đó với mục đích gì? Theo tác giả, cuộc sống của chúng ta là muôn màu vạn sắc. Chắc gì người miền Tây trung thực, còn người miền Bắc thì xảo trá. Đừng có đánh đồng như vậy. Chỉ nói lên một cái tâm hồn của bạn quá chật hẹp và tư duy của bạn quá thiển cận. Theo tác giả, tôi không phủ nhận những cái dẫn chứng của người em nhân viên người Quảng Nam của tôi là đúng thực trạng. Song có lẽ một phần em bé Quảng Nam đó bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện hồi nhỏ từ gia đình kể lại, rồi sau đó lớn lên ra ngoài đời chứng kiến nhiều cảnh tiêu cực mà toàn do dân mình gây ra cả. Tất nhiên nó có đúng có sai, xã hội nào cũng có hai mặt xấu và đẹp, ở đâu cũng có người tài, ở đâu cũng có tệ nạn. Nếu người ta nói đa số con gái miền Tây đi làm gái, bán bia ôm, thì tại sao vẫn có những người như bà Trương Mỹ Hoa, người Gò Công, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, họ là những người phụ nữ miền Tây tài giỏi, đại diện cho người Việt Nam. Do đó đừng có cua đỡ cả nắm, cho rằng người miền Tây, nhất là phụ nữ chỉ đi làm gái và bán bia ôm. Thưa quý vị, tác giả nói những điều mà tôi cảm thấy tâm đắc. Đó là một người văn minh thì không được phép phân biệt vùng miền. Nếu quý vị sống ở các cái xã hội văn minh dân chủ thì những sự kỳ thị sắc tộc quý vị sẽ bị phạt rất nặng, đặc biệt đối với vấn đề liên quan tới phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi nói những cái điều đó với quý vị để chúng ta phải hiểu rằng dù họ là người Thanh Hóa, là người Nghệ An, người Hà Tĩnh hay là người Bạc Liêu, Cần Thơ, Quảng Trị, Huế, vân vân, tất cả họ đều là người Việt Nam, họ đều cần phải được đối xử một cách bình đẳng. Tuy nhiên, thưa quý vị, một cái vấn nạn ở xã hội Việt Nam hiện nay, một số người có tư duy thiển cận, mà một cái điều đáng buồn đó là những cái trí thức, họ đã tự xây ra những cái hàng cào ngăn cách giữa người Việt và người Việt, họ tạo ra những cái mối căm phẫn của quá khứ, rồi họ căm ghét cộng sản, thì họ lại trút giận lên đầu những người dân bình thường như họ. Thưa quý vị, một điều chúng tôi khẳng định với quý vị đó là những ý nghĩ kỳ thị vùng miền nó không giải quyết được một vấn đề gì, mà nó chỉ tạo ra một cái ranh giới, nó khoét sâu cái hố ngăn cách giữa người miền Nam, người miền Bắc hay người miền Nam và người miền Trung. Chúng ta cần phải hiểu rằng
chúng ta là ai, đang ở đâu. Điều đó nó không quan trọng. Quan trọng là trái tim của mỗi người, chúng ta luôn luôn xây dựng cho mình một cái ý thức chia sẻ, chan hòa và giúp đỡ người khác. Chúng tôi muốn nói với quý vị, chúng ta sống giữa thế giới phát triển và hòa nhập trong thời đại 4.0, thì chúng ta đừng vì ý nghĩa phân biệt vùng miền, đừng biến mình trở thành những người không có ích trong xã hội. Khi mà chúng ta coi trọng cái việc phân biệt vùng miền, việc kỳ thị Nam Kỳ, Bắc Kỳ vân vân. Xong, một cái điều lớn hơn chúng tôi muốn nói với quý vị, đặc biệt là giới trẻ cần phải biết, việc phân biệt vùng miền hoàn toàn là vi phạm luật pháp. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, việc phân biệt vùng miền nó cũng giống như việc phân biệt chủng tộc giữa các thị tộc, dân tộc, màu da, tôn giáo khác nhau. Điều đó theo quy định về mặt đạo đức cũng như các quy định trong vấn đề nhân quyền không chấp nhận những cái hành động đó. Bởi vì con người sống trong một trái đất chung thì cái việc phân biệt kỳ thị giữa màu da, sắc tộc nó sẽ tạo nên những cái làn sóng mâu thuẫn. Và điều này ở Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại một số không nhỏ. Họ phân biệt vùng miền, kỳ thị Nam Kỳ, Bắc Kỳ, mà người ta không hiểu rằng đó là những cái hành vi miệt thị những người sống ở trong một khu vực địa lý. Như chúng tôi đã nói với quý vị, một cái điều đáng tiếc là một số nhân sĩ trí thức người miền Nam lại tham gia a dùa và kích động những cái làn sóng kỳ thị Bắc Nam. Thưa quý vị, rõ ràng việc phân biệt vùng miền nó đã khiến cho người khác hoặc nhiều người khác cảm thấy họ bị giễu cợt, để đả kích. Và theo quy định của luật pháp Việt Nam thì theo điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi thì cái hành vi kỳ thị vùng miền có thể bị phạt tiền lên tới 30 triệu đồng hoặc phạt tù có thể tới 5 năm tùy theo các mức độ hành vi vi phạm. Theo điều 155 đó là tội làm nhục người khác. Khoản 1 đã nêu rõ, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đến 30 triệu đồng hoặc có thể phạt cải tạo không giam giữ tới 3 năm hoặc cả hai. Khoản 2 quy định rõ, phạm tội một trong những trường hợp sau đây bị phạt tù từ 3 tháng tới 2 năm. Thứ nhất, phạm tội 2 lần trở lên. Thứ hai, đối với 2 người trở lên. Thứ ba, lợi dụng chức vụ và quyền hạn. Thứ tư, đối với người đang thi hành công vụ. Thứ năm, đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình, vân vân. Thưa quý vị, có lẽ bài viết vì sao cuộc giải cứu từ Hải Dương gây khó chịu cho người ở Sài Gòn của nhà báo Tuấn Khanh, một nhạc sĩ, một họa sĩ, một blogger nổi tiếng. Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh, có một điều chắc chắn là 300 em từ Hải Dương đến Sài Gòn để giải cứu, không phải em nào cũng có một cái thái độ đáng ghét và càng không phải em nào cũng bị tẩy não đến mức luôn luôn suy nghĩ rằng họ đến Sài Gòn coi như vào cuộc giải phóng lần thứ hai cho người dân Sài Gòn. Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh, chắc chắn có những em từ Hải Dương họ nhiệt thành đến thành phố với tinh thần tự do để vừa được tìm hiểu, vừa được cống hiến sức trẻ của họ. Theo đó, thật ra các cái câu chuyện gây khó chịu đang rầm ràn trên mạng xã hội trong những ngày này, nó không phải một vấn đề lớn và nó không đáng cho người dân Sài Gòn hay người dân miền Nam phải mất thì giờ bàn tới. Bởi tính người dân Sài Gòn vốn là họ dễ dàng và bao dung. Nhưng một cái điều đã tạo ra một sự chán ngán mà chắc chắn ngay cả những nhà lãnh đạo người ta không biết, đó là cái kiểu đi giúp cho người lại còn đánh trống thổi kèn. Điều đó nó hoàn toàn không có, thậm chí là không phù hợp với cách làm của người dân miền Nam trong cái việc giúp người. Và điều đó hoàn toàn chỉ với mục đích làm rạng mặt một số quan chức có bệnh mê đắm hình thức mà thôi. Cho nên theo tác giả Tuấn Khanh, câu chuyện này nên cần nhìn về phía khác, về phía những người có trách nhiệm. Họ đã làm gì để phá hỏng 300 tâm hồn nhiệt huyết của thanh niên Hải Dương, những người tự hào đến Sài Gòn một cách đáng thương. Hơn nữa, đằng sau chuyến đi này có xã hội hóa theo tài trợ của Vingroup, và đó là lý do nó rộ lên trên mạng xã hội những lời phản đối đạo đức giả từ các dư luận viên cấp cao để bảo vệ cái máng ăn của họ, khiến cho người dân Sài Gòn, những người không có gì mà họ không biết, càng bực bội thêm.
theo tác giả đặt vấn đề ai đã vận động, ai đã ra lệnh đưa các cái sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào Sài Gòn trong lúc dịch bệnh ở đây đang rối ren, mà mục đích chính đó là ban tuyên giáo muốn sử dụng việc này để tuyên truyền. Đó là lý do tại sao truyền thông nhà nước lại giật những cái tiếp như hơn 300 giảng viên sinh viên Hải Dương bay vào Sài Gòn chống dịch, rồi khẳng định rằng thông tin từ Việt Nam Airlines cho biết họ nhận được thông tin khẩn từ Bộ Y tế để đưa đoàn y tế Hải Dương vào Sài Gòn. Nhà báo Tuấn Khanh có đặt một câu hỏi, vậy Bộ Y tế dựa trên tình hình nào để đưa người khẩn vào Sài Gòn như vậy? Trong khi, theo nhà báo Tuấn Khanh, ở Sài Gòn còn rất nhiều những cái địa chỉ đào tạo về mặt y tế. Người tình nguyện Sài Gòn còn vô số, họ vẫn đang mong chờ được tham gia chống dịch. Nhưng tại sao không sử dụng họ, mà lại tuyên truyền rầm rộ cho 300 sinh viên từ Hải Dương vào, rồi cho họ ở những cái khách sạn cao cấp, trong khi hơn 1.000 sinh viên Đại học Y Dược Sài Gòn, họ vẫn miệt mài làm công việc, và điều đó không khiến cho người Sài Gòn phải chạnh lòng với những cái giọt mồ hôi của con em họ, đó là 1.000 sinh viên Đại học Y Dược Sài Gòn. Theo tác giả Tuấn Khanh, tại sao ban tuyên giáo lại làm những chuyện khó coi? Họ đã đẩy những cái bạn trẻ thành một món tuyên truyền quen tay, rồi dẫn đến những điều như lố bịch, như quý vị thấy. Người miền Nam từ VIP đến 17 trở vào, vốn họ có cái thói quen, họ rất khó chịu với những loại tuyên truyền, đặc biệt mướn đến tình đồng bào. Theo tác giả, nhìn những hình ảnh đang lan truyền trên mạng, các cái sinh viên Hải Dương bị người ta bắt phải giơ tay hô khẩu hiệu "tôi thương các bạn, tôi thương tuổi trẻ Việt Nam", cứ bị người lớn đẩy vào những trò lố lăng. Chúng tôi, những người dân miền Nam, những người dân Sài Gòn, cũng đang ngại ngùng như chính các bạn sinh viên Hải Dương vậy. Nói với các anh, các chị Sài Gòn, các ông bố, bà mẹ Sài Gòn, theo nhạc sĩ Tuấn Khanh, có lẽ chúng ta nên thôi bực mình mấy em nhỏ này. Lỗi này là lỗi do người lớn, lỗi do kẻ có quyền. Họ cứ quen thói hô hào tuyên truyền như chiến tranh, chống dịch như chống giặc. Sài Gòn chúng tôi không có giặc, Sài Gòn chúng tôi bây giờ chỉ có mệt mỏi và lo lắng. Nhưng người dân Sài Gòn chúng tôi tự chia sẻ với nhau, và đó là lý do họ đã trở nên tức giận với những cái trò làm giặc được ai đó tổ chức. Kết thúc bài viết, tác giả Tuấn Khanh đã kết luận: thuyền gặp sóng cả, khi đó mới biết ai là người vững tay chèo. Đất nước chúng ta đang gặp khủng hoảng thì mới biết rằng ai là người lãnh đạo có tài. Với một cái chính sách chống dịch như chống giặc, và hệ quả là dân tình thì khốn khổ, lớp thì bị coi như giặc, lại bị tập trung vô trại cách ly, bất kể già, trẻ, gái, trai. Lớp thì bây giờ thất nghiệp không lương, tất cả trở thành sống cũng dở mà chết cũng dở. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV liên quan tới chủ đề vấn đề kỳ thị vùng miền, kỳ thị Bắc Kỳ Nam Kỳ, nó là một cái vấn đề xã hội hay chính trị? Và đó có phải là một cạm bẫy của ban lãnh đạo Cộng sản Hà Nội hay không? Xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi tới phút cuối, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Thưa quý vị, đề nghị quý vị tiếp tục ủng hộ cho chương trình của chúng tôi. Chương trình của KTV1 là một cái chương trình đưa các cái thông tin liên quan tới hiện tình chính trị Việt Nam và các cái vấn đề xã hội, giáo dục, văn hóa, vân vân một cách trung thực, nhanh chóng. Thưa quý vị, cổ vũ cho KTV bằng cách giới thiệu chương trình của chúng tôi cho nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều giới ở Việt Nam được biết. Đó là những cái hành động thiết thực ủng hộ cho một công cuộc vận động dân chủ trên tinh thần tiếp tiến, làm bước nào chắc bước ấy, trên cơ sở chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí xã hội, để mỗi người Việt Nam có thể đầy đủ kiến thức và ý thức về trách nhiệm của mình, và họ có thể quyết định họ sẽ làm gì để đóng góp trong cái phần góp phần xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta trở thành một đất nước hùng cường, giàu mạnh, người dân có tự do và hạnh phúc. Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia được cai trị bằng luật pháp, pháp luật phải được thượng tôn và công lý luôn luôn được khẳng định. Thưa quý vị, nếu quý vị có các cái vấn đề hay các nội dung quý vị muốn chúng tôi bình luận, đề nghị quý vị hãy chuyển các ý kiến cho chúng tôi trong phần comment. Hoặc quý vị có các cái bài viết thấy rằng cần được phổ biến,
Quý vị có thể gửi cho chúng tôi qua phần email hoặc có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hệ thống Messenger trên trang Việt Thành KTV của mạng xã hội Facebook. Và quý vị có thể trao đổi trực tiếp, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời các câu hỏi của quý vị. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.